lịch sử này đề cập, đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm một hiệp định hòa bình để chấm dứt tình trạng chiến tranh kỹ thuật trên bán đảo Triều Tiên kể từ năm 1953. Vấn đề ở đây là Mỹ đưa ra những cam kết gì với Triều Tiên? Chúng ta sẽ biết cụ thể hơn vào chiều nay. Nhưng qua các tuyên bố chính thức của phái đoàn quan chức Mỹ tiết lộ ngày hôm qua, thì Mỹ đưa ra đề nghị đảm bảo an ninh, tôn trọng thể chế của Triều Tiên như những gì Bình Nhưỡng mong muốn, đồng thời với việc sẽ tạo cơ hội để Triều Tiên phát triển kinh tế. Để đổi lại, Triều Tiên sẽ giải giáp chương trình hạt nhân một cách hoàn toàn, có kiểm chứng.